Tình mời Dương Tử gặp biến, pha lo lắng cho số phận của trường tương tư. Trương Vạn Ý, một trong ba người tình màn ảnh của Dương Tử trong trường tương tư, đang phải hứng chịu làn sóng chỉ trích từ phía cư dân mạng. Đôi cảnh dũng cảm, bộ phim mới của Trương Vạn Ý vừa lên sóng thời gian gần đây trên Mango TV và Tencent, đang bị cộng đồng mạng chê bai vô cùng kịch liệt vì rating phim tụt mạnh, thậm chí không bằng một góc của bộ Thiên Hạ Trường Hà do Loạt Ẩn đóng chính được lên sóng ngay trước đó. Thêm nội diễn xuất thiếu hồn, đôi mắt lờ đờ của Sa Nam họ Trương trong phim cũng gây ra không ít tranh cãi. Do quá tức giận, nhiều cư dân mạng đã đăng đàn đòi Mango TV đẩy nhanh tốc độ chiếu phim hoặc cắt ngang, không cho đôi cảnh dũng cảm lên sóng nữa, tránh để giảm ảnh hưởng đến rating của đài. Quá đáng hơn, vài người còn đặt biệt danh mỗi thời flop, mỗi ván flop cho Trương Vạn Ý như một lời mỉa mai. Câu chuyện căng thẳng tới nỗi một bộ phim khác Trương Vạn Ý từng góp mặt ở trường tương tư hợp tác cùng Dương Tử, Đoàn Kiện Thử cũng bị cộng đồng mạng điểm mặt gọi tên. Lý do là bởi nhiều người cho rằng trạng thái của Trương Vạn Ý nhận về nhiều lời chê trách như vậy sẽ tạo ra những ấn tượng xấu trong mắt khán giả, dẫn tới thành tích trường tương tư ảnh hưởng. Trước nỗi lo lắng này, người hâm mộ Trương Vạn Ý đều tỏ ra bênh vực nam diễn viên, cảm thấy đôi cảnh dũng cảm và trường tương tư vốn dĩ không chung một đề tài thể loại, đem hai bộ phim ra đánh đồng là hành động thừa thãi. Trong quá khứ, Trương Vạn Ý từng nhận được kha khá lời khen khi thử vai diễn Trần Sinh Niên của Thời Đại Thức Tỉnh. Ở thế nên nhiều khán giả đã đặt không ít hy vọng vào anh chàng. Chỉ tiếc rằng anh lại có màn hóa thân đáng thất vọng trong đôi cảnh dũng cảm. Qua đó có thể thấy phong độ của nam diễn viên vẫn còn chưa ổn định, trời sụt thất thường. Nói thêm về bộ trường tương tư, sau 182 ngày ghi hình, phim đã chính thức đóng máy vào ngày 25 tháng 9 năm 2022. Hiện tại phim vẫn đang trong giai đoạn chỉnh sửa hậu kỳ, chưa rõ lịch chiếu cụ thể. Vậy bạn có lo lắng cho số phận của bộ phim trường tương tư của Dương Tử đóng chính hay không? Đừng ngại, hãy comment ý kiến cá nhân của bạn ở phía dưới video cho chúng tôi biết nhé!